cùng đến với tuyệt tác điện ảnh để giúp điện ảnh Hàn Quốc hoàn thiện bộ sưu tập giải thưởng của mình tại liên hoan phim Cannes, giúp cho nam diễn viên Song Kang-ho trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đạt được giải diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes, là lần xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh lớn của diễn viên Lee Ji-eun, chính là cô ca sĩ được mệnh danh là em gái Quốc Dân IU. Cô cũng trở thành nữ diễn viên tới Cannes nhanh nhất khi chỉ từ bộ phim đầu tiên cô đã tới thẳng được liên hoan phim danh giá này, đó là bộ phim Broker, người môi giới, bộ phim lai giữa hai chất phim Hàn Quốc và Nhật Bản. Trước khi bộ phim được công chiếu tại liên hoan phim Cannes, Neon đã nhanh tay mua bản quyền phân phối tại Mỹ và Picture House Entertainment đã mua bản quyền phân phối tại Vương quốc Anh và Ireland. Sau đó là 171 quốc gia mua bản quyền bộ phim. Tuy là bộ phim đoạt giải và đứng top phòng vé tại Hàn Quốc, nhưng mình nghĩ đây sẽ là bộ phim rất kén khán giả tại Việt Nam. Ở video này, mình sẽ phân tích qua tác phẩm, đối tượng người có thể xem được bộ phim này và cần chuẩn bị gì trước khi xem bộ phim. Nào không dài dòng nữa, hãy cùng mình phân tích xem Broker có gì nhé. Đầu tiên, có thể nhiều người khá nhầm lẫn khi nghe qua cái tên của bộ phim Broker, người môi giới. Người môi giới ở đây không phải là môi giới về tài chính, tiền bạc, đất đai hay tình yêu gì cả, mà là môi giới về em bé. Mà môi giới về em bé ở đây cũng không phải là thể loại phim lừa đảo hay bắt cóc, mà là về baby box, chiếc hộp em bé. Có thể đây cũng là yếu tố mà bộ phim sẽ kén khán giả tại Việt Nam vì mô hình baby box chưa xuất hiện tại Việt Nam. Baby box là chiếc hộp mà các cha mẹ đẻ con nhưng không có khả năng nuôi hay không muốn nuôi con bỏ lại. Mô hình này xuất hiện phổ biến và dần được đưa vào hợp pháp tại Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Mô hình này xuất phát từ thời Trung Cổ năm 1198 tại Ý, cụ thể là tại Vatican. Các vị giáo hoàng đã ra sắc lệnh xây dựng, lắp đặt hệ thống này tại các nhà thờ. Sau đó nó bắt đầu phát triển và được biết đến nhiều ở Đức. Các bà mẹ bỏ con lại trong baby box và rung chuông cho người chăm sóc hay để đưa đứa bé vào. Đứa bé sẽ được nhà thờ nuôi trong vòng 8 tuần. Trong 8 tuần này, người mẹ có thể quay lại lấy con mình mà không phải chịu bất cứ tội trạng gì. Nếu sau 8 tuần vẫn không ai đến lấy, đứa bé sẽ được cho vào viện mồ côi và đợi nhận làm con nuôi. Và bộ phim bắt đầu khi cô gái trẻ So-yeon do Lee Ji-eun thủ vai mang bỏ con mình trước chiếc hộp em bé tại nhà thờ. Các bạn hãy nhớ chi tiết then chốt mở đầu này, So-yeon không bỏ con mình vào chiếc hộp mà là ở ngoài chiếc hộp. Sau đó cô thanh tra cảnh sát Soo-jin mới là người lại bỏ đứa bé vào hộp. Cảnh sát Soo-jin và cảnh sát Lee đang theo dõi chiếc hộp em bé để bắt đường dây buôn bán trẻ em. Sang-yeon làm công việc giặt ủi, hiện đang mắc nợ 40 triệu won, và Dong-su là một thanh niên xuất thân từ trại mồ côi. Cả hai làm công việc tình nguyện tại nhà thờ nhưng lại đang kinh doanh bất hợp pháp, tuồn những đứa trẻ trong nhà thờ ra đem bán cho những người có nhu cầu nhận nuôi. Mọi chuyện trở nên phức tạp chỉ từ một hành động ngỡ như bình thường nhưng lại trở nên oái âm, đó là người mẹ quay lại tìm con. Đứa bé đã bị Sang-yeon và Dong-su lấy đi và đăng bán trên chợ đen. Hai bên quyết định sẽ tìm gia đình nhận nuôi con nhưng phải nhận sự phỏng vấn của người mẹ So-yeon. Mô hình baby box có thể xem là giải pháp vừa mang tính nhân ái vừa giải quyết được tình trạng phá thai, nhưng nó cũng mang đến nhiều bất cập khi các bà mẹ sẽ càng ngày càng trở nên vô trách nhiệm hơn, và vấn đề này đã được đạo diễn nhấn mạnh trong phim. Ban đầu đạo diễn Hirokazu Kureada đặt tên cho bộ phim là Baby Box Broker vì ông định chia ra làm 3 yếu tố: những em bé bị bỏ rơi, chiếc hộp tại nhà thờ và những người môi giới. Nhưng trong quá trình phát triển kịch bản, ông nhận ra rằng tất cả những nhân vật trong phim dường như đều là người môi giới, nên ông quyết định chỉ lấy cái tên Broker. Chi tiết then chốt mà mình đã nói ở đầu video, ban đầu người mẹ So-yeon không bỏ con mình trong chiếc hộp mà bỏ bên ngoài chiếc hộp và kèm theo tờ giấy sẽ quay trở lại lấy con. Nhưng người trực tiếp bỏ em bé vào chiếc hộp lại là cô cảnh sát Soo-jin. Các bạn thử nghĩ tính chất của một người môi giới là gì? Là muốn nhanh chóng tìm mối bán nhanh nhất có thể. Xuyên suốt bộ phim, người muốn em bé nhanh bị bán nhất lại không phải là bà mẹ trẻ So-yeon hay những người môi giới mà lại là chính viên cảnh sát Soo-jin. Cô muốn và làm mọi cách bất chấp sai luật pháp để em bé phải nhanh được bán để cô bắt được tội phạm và thăng chức, trong khi những người môi giới giờ đây lại muốn giữ đứa bé ở lại. Vậy câu hỏi đặt ra giờ đây, ai mới thật sự là người môi giới? Nếu những ai đã từng xem qua các bộ phim Nhật Bản của vị đạo diễn Hirokazu Kureada, chắc hẳn đều không lạ lẫm gì với phong cách phim chiêm nghiệm, vừa điện ảnh vừa tài liệu của ông. Phim của ông không có drama cài cắm gì quá phức tạp vì đơn giản hoàn cảnh của các nhân vật trong phim của ông đã là một drama rồi, và việc của ông chỉ là ghi hình lại cuộc sống của họ. Vì thế nó khá giống một bộ phim tài liệu. Do khởi đầu sự nghiệp làm phim của ông là những bộ phim tài liệu, nên cách mà ông ghi hình cũng giống như là một bộ phim tài liệu. Phim của ông dường như không sử dụng tỷ lệ khung hình điện ảnh 16:9 quen thuộc mà sử dụng tỷ lệ rộng 1:85:1, nên góc nhìn của khán giả được bao quát hơn. Phim của ông tuy nhẹ nhàng nhưng không phải ai cũng xem được.
Trước khi xem phim của Koreeda nói chung hay Broker nói riêng, bạn chỉ cần đặt ra câu hỏi trong đầu, định nghĩa thế nào là gia đình và cha mẹ nào xứng đáng được tha thứ, rồi vào xem phim của ông. Koreeda vốn là người định nghĩa lại khái niệm về gia đình. Gia đình thực sự không phải là một gia đình có cha, có mẹ và con, mà gia đình có thể là những người dưng xa lạ hay vì hoàn cảnh đẩy đưa họ đến với nhau. Thậm chí gia đình trong phim của Eda cũng không biết được ai là cha, ai là mẹ, vì bất cứ ai cũng có thể là một người cha và một người mẹ. Định nghĩa gia đình của ông đơn giản là tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc và cho nhau nghị lực sống. Các bạn có thể thấy trong cuộc sống chúng ta, có những người đang sống trong một gia đình đúng chuẩn, có cha, có mẹ, nhưng không đồng nghĩa nó sẽ có được hạnh phúc. Có những gia đình tuy máu mủ ruột thịt, nhưng chỉ toàn đem lại cho nhau những tổn thương. Gia đình trong Broker hoàn toàn là những con người không máu mủ ruột thịt, người dưng nước lã, thậm chí họ còn mưu lợi cho riêng mình. Họ đều là những mảnh ghép thiếu sót, nhưng khi đến với nhau, có khi họ còn hạnh phúc hơn nhiều gia đình. Họ tuy là những con người ở đáy xã hội, tầng lớp thấp kém, nhưng từ cử chỉ hay lời nói họ đều quan tâm nhau, cho nhau những nghị lực sống hơn một số gia đình mang tiếng là gia đình, nhưng khi buông miệng ra chỉ toàn cho nhau những câu nói chẳng khác gì dạo kéo. Thứ hai, khi đa số các kịch bản phim gia đình cho đến nay, phần đông đều sẽ khai thác về tình mẹ con cái bỏ cha mẹ đều bị gọi là bất hiếu, tội tày trời. Nhưng Koreeda lại đặt một câu hỏi rằng, vậy cha mẹ bỏ con cái, thậm chí ở giai đoạn mà đứa bé còn chưa biết được sự hiện diện của mình trên đời, vậy thì có mang tội không? Và họ được gọi là gì? Vậy tội nào nặng hơn? Trong các phim của ông và Broker cũng thế, tội lỗi đầu tiên xuất phát là từ người cha, người mẹ. Tuy nhiên, khác với những bộ phim trước, bộ phim Broker sẽ đặt thêm một câu hỏi. Vậy người cha, người mẹ nào xứng đáng được tha thứ? Trong Broker, người mẹ trẻ Soyeon bỏ con và bán con đã làm một cái tội, nhưng mục tiêu của những hành vi đó thì xứng đáng được tha thứ. Đáng lý ra, ngay từ đầu, đứa bé đã không có cơ hội tồn tại trên cõi đời này. Người cha muốn Soyeon phải đi phá thai. Cô dù không có điều kiện nuôi con, vẫn muốn giữ lại đứa bé. Cô đã chọn cho con trai Woo Son một cơ hội được sinh ra trên cõi đời này. Cô bỏ con và bán con vì không muốn đứa trẻ phải có một người mẹ tội lỗi như mình. Thậm chí cho đến cuối phim, vì xấu hổ với bản thân, cô không gặp lại đứa con của mình. Nên trong hành vi bỏ con của cô cũng là vì tương lai đứa bé, không phải vì cô. Soyeon là một người mẹ mang tiếng bỏ con, nhưng trong tâm cô không hề bỏ nó. Vẫn còn hơn một số người mẹ tuy bên con nhưng lại bỏ nó trong chính gia đình của mình. Không chỉ là một người mẹ, dù là ai dám nhìn nhận lỗi lầm bản thân cũng đều xứng đáng được tha thứ. Nhân vật Sang-hyun cũng thế, ông là một người cha nghèo bị vợ bỏ. Ông phải làm công việc phi pháp để kiếm tiền, nhưng số tiền đấy không phải cho ông mà là cho cô con gái của mình, dẫu ông luôn bị vợ con ruồng bỏ. Vậy một người cha chấp nhận trở thành một người xấu xa để mang hết tiền về cho con, với một người cha tuy giàu có nhưng chỉ mang cho con một số ít tiền trong tài sản của ông ta, ai mới thật sự có tình yêu thương con mình hơn? Khoác trên mình chiếc áo của Chúa, ông Sang-hyun luôn nhận việc mình làm cũng là một điều thiện lành. Vậy Chúa gửi xuống một người nuôi nấng ta với tình yêu thương hay gửi một người quăng cho ta tiền? Ông cũng vô cùng khéo léo khi xây dựng bốn nhân vật, một người làm cha, một người làm mẹ và hai người con từng bị bỏ rơi. Họ vừa tương phản nhau nhưng cũng vừa chữa lành cho nhau. Đó là gia đình thật sự. Nên với Broker, nó sẽ không phù hợp với những ai ra xem phim với tâm thế đây là phim kịch tính, cao trào, tội phạm. Còn những ai muốn dành thời gian để chiêm nghiệm lại cuộc sống, định nghĩa là hai chữ gia đình, hay thậm chí có thể đang không hạnh phúc với chính gia đình của mình, thì hãy ra xem Broker. Và đừng quên ba câu hỏi. Gia đình thật sự là gì? Cha mẹ nào mới xứng đáng là cha mẹ? Và cha mẹ tội lỗi nào xứng đáng được tha thứ? Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, hãy để lại cho mình một subscribe và like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Còn nếu các bạn có ý kiến gì khác, cứ để lại comment, mình sẽ đọc nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở những video clip sau.